Hôm nay mình sẽ hướng dẫn sử dụng bộ phát livestream chuyên dụng dành cho iPhone có model là DT5 Pro. Thiết bị cực kỳ nhỏ gọn. Thì ở đây chúng ta có một cái đầu ra. Đầu này để chúng ta gắn vào một chiếc iPhone hoặc iPad để lúc chúng ta livestream. Còn ở phần phía dưới này, chúng ta sẽ có 3 cổng, một cổng dành cho kết nối micro hoặc đường nhạc, một cổng dành cho ta sạc. Cổng này sẽ sạc trực tiếp lên iPhone trong cái trường hợp mà chúng ta live dài một vài tiếng đồng hồ thì nó giúp điện thoại chúng ta sẽ không hết pin, chúng ta có thể vừa live vừa được sạc pin. Tiếp theo là cổng headphone để chúng ta có thể nghe âm thanh những gì chúng ta đang nói. Bên hông này chúng ta sẽ có hai nút chỉnh âm lượng. Phía bên tay phải là phần chỉnh âm lượng cho cái phần nguồn ra gắn lên điện thoại hoặc là iPad. Phần này là phần volume để chỉnh cho cái cổng headphone để chúng ta có thể nghe được. Bây giờ mình sẽ kết nối và test thử âm thanh và với bộ micro ISK SM58 này. Giờ mình sẽ kết nối cái bộ nhận của cái micro này. Chúng ta gắn vào cổng có biểu tượng hình micro. Bật nguồn lên. Cổng bên này thì mình sẽ gắn cho cái tai nghe. Cổng bên này mình sẽ gắn cho iPhone. Rồi, sẽ như thế này. Đó, như điện thoại của mình đang là pin yếu thì mình sẽ cần một cái nguồn điện sạc vào để cho nó live vài tiếng không bị hết pin. Thì chúng ta ghim vào đây thì ngay lập tức điện thoại chúng ta sẽ được sạc. Và khi chúng ta kết nối thì có đèn báo tín hiệu trên cái DT5 Pro này. Và bây giờ mình sẽ phát âm thanh từ bộ mic SM58 và cái bộ livestream DT5 Pro chuyên dụng cho iPhone và iPad. Hello, 1, 2, one check. Đây là phần tín hiệu âm thanh được phát từ bộ micro không dây này gắn vào cái bộ livestream chuyên dụng cho iPhone, iPad DT5 Pro và đang gắn vào chiếc điện thoại mà các bạn đang được thấy. Thì cái cục DT5 Pro này sẽ là một cái giải pháp cực kỳ tiện lợi và thông minh dành cho những người làm broadcast, những người lên chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống hoặc là những điều thành công trong cuộc sống, sẽ rất là tiện lợi và thông minh. Ngoài việc để dùng micro để làm broadcast, chia sẻ những câu chuyện thì chúng ta vẫn có thể sử dụng thêm cái đường nhạc để thu vào lồng với video mà chúng ta đang quay. Thì chúng ta sẽ rút cái bộ nhận micro này ra. Một đầu này chúng ta ghim vào đây. Và đầu còn lại chúng ta có thể gắn trên một chiếc điện thoại như thế này và phát nhạc. Ngoài việc chúng ta có thể sử dụng micro để làm broadcast, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái cổng jack 3.5 ghim gắn vào trên một cái điện thoại hoặc máy tính, gắn vào cái cổng còn lại trên cái sau card, cái cổng mà hồi nãy chúng ta gắn cái micro đó, để chúng ta có thể thu âm thanh từ cái chiếc điện thoại này. Ví dụ cái giải pháp này sẽ giúp bạn có những cái âm thanh chất lượng từ một cái nguồn phát để chúng ta có thể lồng vào cái video mà chúng ta đang quay, nó sẽ tiện hơn, gọn hơn. Model DT5 Pro là một cái bộ phát livestream chuyên dụng dành cho iPhone và iPad, cực kỳ tiện lợi và nhỏ gọn, không cần nguồn ghim vào và có thể sử dụng, có thể làm broadcast, quay video, chia sẻ với âm thanh chất lượng mọi lúc mọi nơi.